Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh đó là xem bói bài về tâm linh và chia sẻ các đường nét vân chỉ tay trong lòng bàn tay của mình cho tất cả mọi người mình cùng tham khảo. Thì như những clip trước, Kim Anh cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Thì mỗi clip đó, Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề bổn mạng, công danh, hạnh phúc của mỗi người cho tất cả các bạn mình cùng tham khảo, cũng như là những ai có những cái nhu cầu hoặc thắc mắc gì đó, thì mọi người cứ vào trong Zalo kết bạn với Kim Anh, thì Kim Anh sẽ hữu duyên giải thích cho mọi người, cũng như là phân tích cái quẻ bài của mọi người cho mọi người mình hiểu được trong cái cuộc sống của mình trong cái năm mới này nó như thế nào ha, để mình có thể là mình cũng có được cái sự cảm nhận, cũng như là mình có cái gì xui xấu thì mình cần ngừa, thì nói chung á là mình có sự chuẩn bị thì nó cũng sẽ tốt hơn, hay hơn nha mọi người. Thì hôm nay Kim Anh sẽ chia sẻ cái quẻ bài của người nữ này. Bạn nữ này sinh năm 1991, chồng sinh năm 1984. Thì nói về hai vợ chồng bạn nằm vào hai cái tuổi này thì nói về hai cái mạng lưỡng nhau rất là đẹp. Cho nên nói về trong cuộc sống, nếu như mà hai vợ chồng mình ăn ở mà giống kiểu có phước có phần thì hai vợ chồng mình nói chung tuổi càng cao sự nghiệp càng vững. Thì hai vợ chồng nằm vào hai cái tuổi này thì người vợ sinh năm 91 này nằm vào cái lộ mạng là lộ bàn thổ. Mà cái mạng lộ bàn thổ này đúng duyên trên con đường công danh sự nghiệp là thích đi xa. Có duyên đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc thì sẽ đem đến cơ hội và sự may mắn. Còn nói về cái người nam này thì nói về người nam này, người này bản tính là cương trực ngay thẳng, đồng thời cũng là một người có đạo đức phúc hậu tốt trong cuộc sống. Thì nói về người nam này bản tính là hơi nóng nảy và đồng thời có một cái là tự ái cao và cũng hơi ghen. Thì nói về trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai vợ chồng thì nhắc hai vợ chồng mình cần phải có cái sự khắc phục cũng như là nhường nhịn nhau thì sẽ hay hơn, tốt hơn. Hai vợ chồng sinh hai đứa con thì đứa đầu là bính thân. Bính thân này thì ra đời là bé này nó nằm vào cái mạng là mạng hỏa. Mạng hỏa thì so với ba thì nó khắc về cái phần mạng nhưng mà nó được hợp với phần tuổi. Tuy vậy thì trong cuộc sống thì công việc làm ăn của người ba nó cũng hơi gặp lận đận khó khăn một chút. Tuy nhiên khi nào mà bé qua được 12 tuổi rồi thì công việc làm ăn của mình cũng sẽ ổn định lại. Còn nói về cái đứa thứ hai là Kỷ Hợi thì bé Kỷ Hợi này nó nằm vào là cái mạng mộc. Mà mạng mộc này ra đời thì nó vừa hợp với mẹ và nó vừa hợp với ba, nhưng mà nói về mẹ thì nó hơi bị khắc một chút. Cho nên hiện tại trong gia đạo của hai vợ chồng này là có thổ này, có kim và có hỏa, có mộc. Thì bây giờ mình cần nuôi thêm thổ, mình cần nuôi thêm thủy nữa. Mình nuôi thêm thủy nữa thì mình lấy cái sự tương sanh về ngũ hành. Thì ngũ hành trong gia đạo có được cái tụ ngũ hành rồi thì công việc làm ăn nó sẽ được thuận lợi, cũng như con cái nó được bình an sức khỏe. Đó là nói về cái phần ngũ hành trong gia đạo. Còn nói về đường bổn mạng của bạn nữ này, hiện tại bây giờ cho thấy là nóng nảy, năng mong chờ niềm tin cơ hội gì trên con đường bổn mạng thì hy vọng là cơ hội sẽ đem đến cơ hội tốt. Cho nên nói về trong năm nay trên con đường bổn mạng của người nữ này, nếu như có ước mơ mua đất mua cát hoặc là thay đổi sửa sang nhà cửa tu bổ gì thì cơ hội sẽ đem đến cơ hội vững vàng. Đồng thời trên con đường bổn mạng thì có quý nhân giúp sức rất là nhiều, đa phần là phái nam. Trên con đường bổn mạng năm nay, hy vọng trên con đường bổn mạng sẽ có tài có lộc bất ngờ. Tài lộc bất ngờ đến với cái người nữ này trên con đường bổn mạng rất là đẹp. Tuy vậy, thứ hai nữa, trên con đường bổn mạng của người nữ này có thể nói là một người nặng gánh ha, có hiếu có thảo, nặng gánh gia đình, đồng thời nói chung là vừa gánh vác việc gia đình luôn á, có thể nói nam cũng mình mà nữ cũng mình ha. Thứ hai, đó là thứ hai. Nói về cái vấn đề tiếp theo trên con đường bổn mạng người nữ này thì cho thấy cửu quyền đang gia hộ rất là đẹp. Thì đồng thời nhắc người nữ này trong cái vấn đề mà làm ăn hoặc đường đi nước bước của mình á, một khi mà bước ra đường á thì cố gắng cầu nguyện thêm cho cửu quyền thì sẽ hay hơn, tốt hơn. Nhắc người nữ này nếu như trong cái tháng 6 này mà có đi đâu xa làm ăn một vấn đề gì thì tốt nhất cẩn thận vấn đề tiền tài vật chất thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Coi chừng bị hao tài thất lộc hoặc là rơi rớt thì đề phòng trong cái tháng 6. Nói về trên con đường tài lộc thì trên con đường tài lộc của hai vợ chồng này thì cho thấy tài lộc chưa có thấy được tài lộc, cơ hội có thôi. Ví dụ như có ý định mua sắm sửa sang tu bổ thì sẽ có cơ hội, nhưng mà tài lộc thì chưa có thấy gì hết. Cho nên nhắc hai vợ chồng là cố gắng giữ vững lập trường, đừng có nản chí một cái vấn đề gì hết, rồi cơ hội sẽ đem đến cho mình.
Cho nên nói về trong cái năm mới này, dù tiền tài có, cơ hội có đi nữa thì cũng không nên mở mang làm ăn một cái vấn đề gì. Còn nếu như có sự hợp tác bắt tay với hai người anh trai nào đó thì mình có cái sự hợp tác, mình sẽ có được cái cơ hội thành công. Còn một mình một ngựa mình đó, thì tốt nhất là trên từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi, không vội vàng nóng nảy. Nói về trên con đường công danh tài lộc của bạn, mà để cho có cơ hội tài lộc, bạn mới bước vào từ năm Mão đi lên thì bạn mới có được cơ hội phát triển về tài lộc của mình rất là tốt. Còn những năm qua, có thể nói là từ 3 năm tới 5 năm qua trên con đường tài lộc của bạn á, có thể nói tài lộc đến với bạn tốt, nhưng mà điều đem lại đến cho bạn cái sự thất bại cũng như cái sự buồn phiền phiền muộn trên con đường tài lộc thì báo cho bạn rõ 3 năm nay bạn bị vướng vào cái phần phong long. Có thể nói là phần phong long này là có thể phần phong long tử, hoặc là có thể nói thứ hai nữa là trên đường đi nước bước của bạn, bạn vô tình nhậm phải cái xui cái xấu cái rủi của người ta, bạn đem về trên con đường công danh sự nghiệp của mình, cho nên là ảnh hưởng con đường tài lộc của bạn. Cho nên nói về trong 3 năm qua trên con đường tài lộc của bạn, cơ hội có nhưng mà tài lộc thì không có đến. Có thể nói là tiền nó tới đằng trước nó tuột ra đằng sau, hoặc có thể nói là tiền nó vô tay mình rồi tự nhiên nó vụt mất. Đó là cơ hội của bạn bị tuột mất bởi cái phần xui phần xấu này. Cho nên để cho con đường tài lộc của mình nó được thuận lợi thì nhắc bạn là cần xử lý cái phần xui, cái phần rủi về cái phần tâm linh đó. Thứ hai nữa, trên con đường tài lộc của bạn thì nhắc bạn trong cái vấn đề làm ăn của mình á, nếu như có sự đố kỵ hoặc là ganh ghét của một cặp vợ chồng nào thì nhắc bạn cần phải cẩn thận đề phòng. Ví dụ như trong công việc làm ăn á, người ta có cái sự ganh ghét đố kỵ á, như là người ta bằng mặt không mà người ta không có bằng lòng với mình, thì trên đường đi nước bước trên vấn đề làm ăn của bạn cũng phải cẩn thận đề phòng là nó sẽ hay hơn. Hoặc là nếu như trên con đường tài lộc của bạn mà bạn có ý đi đâu xa trong cái tháng 6 mà bạn có ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc cái gì, hoặc là có ý định về một cái vấn đề gì liên quan giấy tờ pháp lý, thì trong cái tháng 6 nhắc bạn cẩn thận đề phòng ha, không nên nóng nảy, cũng không nên ký kết hoặc là có cái sự xung đột gì, nhắc bạn cẩn thận. Đồng thời trong cái tháng 3 âm lịch này á, cũng vậy, thì nhắc bạn đường đi nước bước của bạn không nên đi đâu nhiều quá vào ban đêm, tránh cái xui cái hạn, cũng không nên mặc quần trắng áo trắng nhiều quá trong cái tháng 3. Còn nói về trên con đường hôn nhân hạnh phúc cảnh gia đạo của bạn ở đây thì nói chung á, ơn trên rất là hoan hỷ luôn. Nói chung mặt tiền mặt hậu mặt trung ba mặt đều là có duyên hết, nhưng mà trên con đường gia đạo của bạn ở đây nè, cho thấy tâm trạng của bạn hiện tại bây giờ là cô đơn, bạn đang cô đơn mong chờ một niềm tin cơ hội gì trên con đường hạnh phúc á, thì cho thấy là cơ hội sẽ đem đến cho bạn được cái sự đền bù. Cho nên nói về trong vấn đề hôn nhân hạnh phúc, hai vợ chồng bạn nếu như mà có cái sự xung đột hoặc có cái sự giận hờn nhau, có cái sự phai nhạt về vấn đề tình cảm, thì hy vọng trong cái tháng 3 đi lên đó bạn sẽ có được cái sự đền bù tốt. Đồng thời nói về trên con đường hạnh phúc của bạn đó, nếu như có ai mà nói gì về vấn đề chồng con của mình này nọ thì tốt nhất bạn không nên tin tưởng ha, không nên tin tưởng mà giống kiểu lời nói đó là cái lời nói không có chân thực hoặc là lời nói xạo đó. Cho nên bạn không nên tin tưởng quá mà làm tạo cho mình cái sự cô đơn, cái sự buồn phiền trên con đường gia đạo không hay. Còn hai nữa là trên con đường gia đạo của bạn là hy vọng là sẽ gặp lại được cố nhân như là trong quá khứ của bạn á, là có một người bạn nào trong kiểu vì lý do hoàn cảnh hay trở ngại cái gì đó mà người ta xa mình, hoặc là trên con đường gia đạo của mình nếu như mình đang trông chờ hy vọng gì từ một người thân hoặc là một người ở xa thì bạn sẽ có cơ hội là sẽ gặp lại được cố nhân của mình trên con đường hạnh phúc. Còn riêng về trên con đường bổn mạng thì hỏi bạn trong 5 năm qua trên con đường bổn mạng của bạn á, bạn có hứa hẹn gì về cái phần tâm linh như là thờ phụng cửu quyền hay là một vấn đề gì mà bạn chưa thực hiện được thì nhắc bạn cần phải thực hiện để thực hiện cái lời hứa đó thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn trên con đường bổn mạng của bạn. Còn nói về đường con cái của bạn thì hậu vận sau này dù sinh nhiều sinh ít gì cho thấy bạn vẫn sẽ nhờ được hai đứa. Riêng trên con đường con cái, nếu như bạn có hư thai sa sút gì một cậu con trai thì cho thấy đang theo bạn trên con đường công danh rất là nhiều. Mặt này bạn cần quan tâm hương khói cũng như cầu nguyện hồi hướng cho cháu thì nó sẽ hay hơn. Nếu như gửi cháu được đi tu đi học quá thì tốt ha. Đó là quá trình của bạn trong cái quá trình đường con cái của bạn là như vậy. Đó là cái vẽ bài của cặp vợ chồng sinh năm 91, chồng sinh năm 84.
Thì qua đây á, thì cũng nói cho mọi người rõ mình trên con đường bổn mạng á, dù bổn mạng của mình nó có tốt, công danh sự nghiệp của mình nó có vững thì tùy vào năm, tùy vào tháng ha. Còn theo như cái quẻ bài bạn này thì nhắc bạn một lần nữa, năm nay dù cơ hội có, tiền tài có thì nhắc bạn vẫn cứ từ từ, thủng thẳng nhặt hoa rơi ha, không nên mở mang, không nên rộng, không nên nóng nảy mở mang vội vàng một cái vấn đề gì trong năm nay hết á. Năm nay ví dụ như công việc mình hồi xưa giờ sao mình cứ từ từ vậy làm thôi, không nên mở rộng một vấn đề. Bắt đầu bạn bước vào năm Mão rồi thì cơ hội sẽ đem đến cho bạn được cơ hội tốt hơn nha. Rồi mọi người vào xem á, thì mọi người cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh nha mọi người. Và Kim Anh xin chào, hẹn lại mọi người trong những clip sau nha.